Chào các bạn, hôm nay mình cũng sẽ lại quay trở lại với các bạn. Đó là một cái mẫu đầu trâu đực hàng rất là to, rất là đẹp. Thì mình cũng đang quay ở đây thì các bạn cũng đã thấy được rằng cái mẫu mã của mình nhá. Thì bây giờ mình cũng sẽ quay lại gần hơn cái kích thước của cái cặp sừng này để các bạn sẽ dễ dàng hình dung và các bạn quan sát được thấy được rằng là cái vẻ đẹp và từng các cái đường vân sừng nó sẽ như thế nào. Đó, đây các bạn không nhỉ? Đây là kích thước thông số đó, mình vừa lướt qua đấy, kích thước tổng thể của tất cả cái chiếc sừng này đó, từ chiều cao, chiều ngang rồi đến vanh sừng đó. Đây thì cái mẫu này của mình nó là cái mẫu nửa mặt nhé. Thì ngoài những mẫu nửa mặt ra ấy, thì bên mình còn có nhiều các cái mẫu khác, ví dụ như mẫu đầu cổ dài vân vân, rất là nhiều. Thì các bạn nào mà quan tâm thì các bạn cứ inbox qua Zalo trực tiếp cho mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.